Rồi, chào các bạn. Mình là Nguyễn Hoàng Phúc tại beforshot.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em sửa lỗi một cái lỗi mà hầu như ai cũng sẽ mắc phải, chụp hình bị nheo mắt. Ví dụ như là mình chụp uh, nhìn thẳng vào cái hướng mà chụp ngược sáng chẳng hạn vậy đó. À, cùng sáng chứ. Thì ánh nắng mặt trời nó ngay phía trước mặt mình á, thì người mẫu sẽ bị kiểu này nè. Thì chúng ta cần phải xử lý nó như thế nào? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé. Rồi, uh, nếu như đây là lần đầu lên với kênh của mình thì quên kéo xuống xíu, nhớ đăng subscribe, đăng ký và ok, mình vào video thôi. À, thì để chữa, sửa chữa cái sai lầm như vậy á, ví dụ như ở đây mình có một bạn à, chụp à, hình như chụp kỹ yếu hay sao đó thì bị cái trường hợp đó đó là nhìn thẳng ra phần hướng nhìn về hướng mặt trời xong cái là bị nheo mắt lại thì à, cái, cái, xử lý của chúng ta á, là chúng ta sẽ phải chụp nhiều tấm ha chụp nhiều tấm có thể hơi khác bối cảnh chút xíu cũng được để để mình chỉnh lại ánh sáng chút xíu là được thôi thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn anh em chỉnh lại cái phần màu sắc và ánh sáng luôn nó sẽ phù hợp với nhau ha rồi cái cách làm thì nó cũng tương đối là đơn giản thôi đầu tiên thì thì chúng ta sẽ mở những cái hình mà chúng ta à, bị lỗi lên ví dụ như ở đây chụp ở ngoài ngoài trời này thì nó bị lỗi này nhưng mà trong đó một tấm chụp trong nhà thì nó mở mắt bình thường ha thì anh chàng nó mở mắt bình thường thì cách nào chúng ta à, là chúng ta phải chụp nhiều tấm như nãy mình nói rồi đó là có tấm bị nhau mắt thì chúng ta phải chụp lại bù lại một tấm là nó mở mắt rộng ra ha thì ở đây chúng ta sẽ mở hình lên và chúng ta sẽ sử dụng công cụ là lasso tool lasso tool các bạn có thể bấm click chuột phải ở đây thì các bạn sẽ thấy lasso tool này phím tắt là chữ l ha rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tách cái phần này ra thì tách ở đây là tách cái gì chúng ta sẽ tách phần nó giống như là phần mặt nạ Zoro vậy anh em có coi phim Zoro không á thì nó sẽ là như này này giống kiểu phim siêu nhân á đó các bạn sẽ vẽ theo cái kiểu của mình nhé đó thì chúng ta sẽ bao phủ phần mắt như thế này nè đó rồi đó Ok ha, ta sẽ bao phủ phần mắt kiểu như này Chúng ta sẽ bấm chuột phải, chọn feeder Và ở phần feeder này thì anh em có thể chỉnh cái độ mềm mịn của cái phần uh, viền uh, Như ở đây mình để 5 đi, thông thường thì chụp điện thoại nó sẽ loanh quanh 3 tới 5 kiểu đó thì nó sẽ ok Sau ta bấm uh, xong rồi nha, thì chúng ta bấm Ctrl J Ctrl J, phím J là phím nằm giữa phím H và phím K thì chúng ta sẽ có cái layer là con mắt mình có thể tạm thời tắt con mắt này đi à, tắt con mắt của cái layer background đi thì anh em sẽ thấy cái layer một này chính là layer con mắt này đó ok ha con mắt mở ha rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là move tool ha mình sẽ click vào đây mình kéo đưa qua bên phần mặt mà mình bị lỗi như này, đó thì anh sẽ thấy cái phần mắt của chúng ta ha, thì mình sẽ giảm opacity đi chút xíu, ví dụ mình để năm mấy kiểu vậy, sau đó mình ctrl t ở đây chúng ta đã có hai layer nhé một layer là một cái layer mà mắt của ông ta bị nheo mắt và layer con mắt mở này, con mắt con mắt mở nhé, rồi đó thì chúng ta sẽ có layer này, chúng ta sẽ chọn vào layer con mắt mở, bấm ctrl t để chúng ta chỉnh sửa cái kích thước. À, các bạn có thể vào edit và chọn uh, free transform ở đây cũng được ha, Ctrl T này. Free transform, đó. Rồi chúng ta giữ phím ship Ha, giữ phím ship Nếu như ở những cái khác thì uh, ví dụ các bạn sử dụng những cái phiên bản như kiểu là CC 2018 hay 2019 á thì nó sẽ có trường hợp là chúng ta phải thả phim ship Tuy nhiên là nếu như um, các bạn sẽ thông thường ta sẽ giữ phím shift nha để mà làm gì để khi chúng ta thay đổi kích thước như vậy nè đó các bạn sẽ thấy nó vẫn giữ tỷ lệ và con mắt của mình nó sẽ đúng nha rồi chúng ta sẽ thu nhỏ lại chút xíu để chúng ta đưa vào vị trí này rồi bây giờ làm sao căn đầu tiên nha các bạn sẽ để ý vào cái phần căn vào hai cái hai đặc điểm ha nhưng mà ha, cái đặc điểm uh, hai đặc điểm chủ yếu của mình uh, là cái khóe mắt này ha cái khóe mắt các bạn sẽ cần uh, chu t làm sao và chúng ta sẽ thu nhỏ làm sao để hai cái khóe mắt này nó trùng vào nhau cái khoe mắt của cái lây, cái, cái lây con mắt mở này và con mắt con mắt bị uh, nheo này ta sẽ uh, thu nhỏ làm sao đó để hai cái này nó chúng ta có thể dịch chuyển qua lại làm sao đó để hai cái hai cái 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 cái, 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 cái mí mắt hay mí mắt uh, trong á nó sẽ trùng với nhau và chúng ta bấm enter ha bởi vì ở uh, trên đặc điểm của khuôn mặt của chúng ta nó chỉ cần thay đổi rất là nhỏ thôi thì nó cũng sẽ bị uh, phát hiện ra rất rất là nhanh thôi bởi vì tỷ lệ nó sai thì chúng ta sẽ nhìn cái mặt nó hơi dị đó rồi sau khi xong rồi các bạn có thể tăng opacity lên rồi tiếp tục trường hợp của chúng ta các bạn đang thấy nè là nó sẽ có thay đổi chút xíu về cái phần ánh sáng à, và màu sắc ha thì cách làm chúng ta như sau à, chúng ta sẽ chỉ giữ lại phần con mắt thôi ha chúng ta chỉ giữ lại phần con mắt thôi các bạn sẽ click vào cái uh, add layer mask ở đây add layer mask click cái sau đó các bạn sẽ sử dụng cái brush bấm chuột phải này chọn brush tool này màu đen nhé màu đen ở phía trên này chọn màu đen giúp mình ở phía trên này chọn màu đen sau đó uh, click chuột phải và chọn filter hardness hardness là không phần trăm sau đó chúng ta click vào trong cái layer mask này layer mask nhá có cái dấu này đó các bạn thấy cái dấu không đó chúng ta sẽ click vào cái layer mask này mình sẽ bôi nhẹ ở phần ngoài để làm sao mình chỉ giữ lại cái phần con mắt thôi ha chỉ giữ lại phần con mắt thôi còn cái phần uh, lông mày thì mình sẽ giữ đó, click nhẹ thôi nhá để chúng ta không có uh, mất quá nhiều chi tiết rồi, các bạn có thể zoom ra để chúng ta coi kết quả. Đó, các bạn sẽ thấy nó khá là ok đúng không? Rồi, các bạn có thể bật tắt để chúng ta tìm cái sự thay đổi của cái con mắt này và chúng ta chỉnh lại sao cho nó phù hợp. Ví dụ như ở đây thì mình uh, cảm thấy cái phần viền này nó đang hơi nhiều. Đó, rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xử lý tới phần ánh sáng và màu sắc nhé phần ánh sáng thì các bạn thể thấy là phần ánh sáng gốc của chúng ta nó hơi tối thì chúng ta sẽ phải chỉnh cho cái ánh sáng của con mắt này nó phải tối bây giờ chúng ta sẽ click quay trở lại cái phần layer này hồi nãy là mình đang ở layer mask nhé các bạn click quay trở lại cái phần layer chính của chúng ta này chúng ta sẽ bấm nút ctrl m ctrl m ha? ctrl m hoặc là ở trên mac là command m rồi ánh sáng nó tối đi đúng không thì mình sẽ phải kéo tối lại các bạn cứ giữ vào phần giữa này chúng ta kéo xuống giảm chút xíu này đó tí xíu thôi nha, đừng có nhiều quá. Rồi như vậy thôi. Rồi tiếp theo uh, phần uh, màu vàng, các bạn sẽ thấy màu vàng này, thì chúng ta sẽ qua phần green, uh, chúng ta sẽ tăng nhẹ cái uh, tăng nhẹ cái green lên để chúng ta khử bớt cái màu vàng đi, tăng nhẹ thôi nha, tăng nhẹ cái cái blue chứ, <laughs> sorry, cái blue uh, và cái green thì chúng ta có thể chỉnh nhẹ lại chút xíu, tăng giảm uh, có thể tăng giảm cái green và cái blue lên, tí xíu thôi, ít thôi nhé. Rồi, ta click OK. Rồi, bây giờ các bạn sẽ thấy là cái con mắt của chúng ta đã khá là ổn rồi này, này. Đây là trước, là sau, là trước, sau. Có thể là nó vẫn hơi sáng thì mình sẽ cần cho nó lại và mình sẽ lại giảm sáng đi chút xíu để cho nó ít nhất là nó phải phù hợp với cái hình gốc ha. Đó, thì đây là hình của chúng ta. Khá ổn đúng không? Tất nhiên là nếu như anh em nào chúng ta không có coi uh, hình gốc của tấm này thì nhìn tấm này sẽ rất là bình thường. Còn như kiểu mình, các bạn đã thấy cái hình gốc của hình này rồi á. Sau đó các bạn lại coi cái hình mà chúng ta chỉnh phía sau nữa thì các bạn sẽ cảm thấy nó hơi dị chút xíu, nhưng mà cái hiệu ứng đó là hoàn toàn bình thường nhé. Nếu như à, miễn là cái người người ta nhìn cái hình này lần đầu, người ta không phát hiện ra là được rồi ha. Còn như bản thân chúng ta là người chỉnh thì các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt. Thì, thì các bạn sẽ bị ảnh hưởng cái vấn đề là nhìn nó dị, nhưng mà các bạn để ý là những cái người mà ta lần đầu người ta coi ví dụ các bạn gọi bạn bè hay là người thân các bạn vậy nhìn coi thử cái hình này có đặc điểm lạ hay không á thì người ta sẽ cho các bạn câu trả lời chính xác nhé còn như ở đây các bạn sẽ thấy nó hơi dị chút xíu cũng chẳng vấn đề gì cả bởi vì các bạn là người chỉnh ok ha rồi thì qua một số bước như vậy chúng ta cảm thấy ok rồi thì chúng ta sẽ bấm gom lại cần shift ship e cần shift ship e nhé và thì chúng ta gom lại và chúng ta lưu cái tấm hình này lại ctrl chôn cần uh, Ctrl S để chúng ta lưu lại hoặc là vào file chọn save hoặc là save as và những cái vị trí mà các bạn muốn để lưu cái bức hình này lại và đó là chúng ta có cái kết quả khá là dễ đúng không à, chúng ta cắt hình zoro ngắn gọn này cắt hình zoro kéo qua ctrl t để thu nhỏ lại à, căn theo hai cái mép à, trong của con mắt của mình à, sau đó chúng ta thay đổi chút xíu về ánh sáng và sử dụng layer mask để chúng ta khử những cái vùng ngoài đi và chỉ giữ lại con mắt thôi ok ha đơn giản là cái thuốc như vậy thôi à, chúc anh em có những cái bức hình đẹp và mình Hi uh, hy vọng là anh em sẽ thích video này nếu như anh em thích hãy nhấn phím like share cho bạn bè cùng xem và nhấn subscribe cùng với nhấn chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai nhé ok mình là Nguyễn Văn Phúc happy for so bye bye